luôn mong con được chăm sóc toàn diện để vô tư tận hưởng từng khoảnh khắc. Vì vậy, chúng tôi tạo ra giải pháp GNS Baby bằng việc chất lọc tinh túy những dưỡng chất từ thực vật, đem đến những công thức an toàn và hiệu quả giúp làm sạch nhẹ nhàng và dưỡng ẩm sâu cho da bé trong hành trình khám phá thế giới xung quanh và trải nghiệm vô vàn điều mới lạ. Làn da của bé luôn cần được bảo vệ. Hiểu được điều đó, GNS Baby đem đến 3 lớp bảo vệ cho làn da của bé với dưỡng chất quý giá từ thực vật. Sữa tắm gội GNS Baby với cam kết 3 không: không cay mắt, không hương liệu và không chứa xà phòng. Và sữa dưỡng thể GNS Baby duy trì độ ẩm lên đến 25 giờ. Cũng như mẹ, chúng tôi thật lòng quan tâm đến môi trường lớn khôn mỗi ngày của bé. Vì thế, giải pháp GNS Baby có công thức dịu nhẹ và thuần chay, không chứa những thành phần gây hại, đong đầy yêu thương trong thế giới của bé, nâng niu từng cái chạm đầu đời thật êm dịu. GNS, trọn vẹn tinh túy thiên nhiên, nâng niu làn da tươi khỏe.